Và Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Con chào cô. Chào chú. Chào chị. Ba chị gái. Hả? Ba chị em ruột hay sao chị? Gì gì hả? Mong chị cây vô nữa nè. Anh chị không biết từ đâu đến. Dạ. Con vô lên sống. Con vô lên sống. Nghe tên về trước về con mở ra là con có. Con có vô lên sống, chú nói chuyện đã. Dạ con chào cô nha. Đi lại dạ. Dạ. Chú vô một canh Bùi Hải Vlog cho chú. Bùi Hải Vlog. Dạ. Ồ hồi sớm khán giả cũng mới vừa về luôn, đông ghê luôn giờ. Cô chú với anh chị cũng mới đến ở Bình Dương mình hả cô? Ở Bình Dương. Dạ. Đó, anh áo vàng trực thuộc ha. Dạ. Ồ, sô cô la. Này là Duy Minh phải không? Dạ đúng rồi. Mấy bữa nay không thấy ảnh, ảnh đi công chuyện hay gì á. À, anh Niêu vắng thì có anh cắt tiên thử thách. Đó, không biết gì vậy. Đó, ảnh là nào? Cắt tiên hả? Cắt tiên thử thách. Anh Bin Vlog. Anh Bin hả? Thử nô ảnh tới mấy kênh là quý vị cho nên không biết cái kênh nào ảnh quay ở đây. Sáng gì mình mở hàng đắt không? Hôm qua. Có người nhà. Lâu cho anh lên cái đi anh sao anh cả là. Ý là sáng em mua trái cây á, em hỏi nó em mở hàng đắt không, có nhiều khán giả đến là mua trái cây đồ nè. À, nó nói không. Không cho không, lâu lâu cho anh lên cái Hải. Có dù à chị. Có dù á chị. Lấy dù đi dù. Ờ mấy dù. Đợi tí xíu nha chị, để cho anh Ngọc ảnh ấy hương với hoa. Dù luôn. Ấy đâu? À. Bữa bạn nướng nướng đi rồi hai nữa anh em tính sao ha. Dạ. Tạm tạm để tạm nó đi cũng được chị. Dạ. Đang đang nhà em đi. Đang trong nhà. Ơi ơi. Một phạt chết rồi. Sắp lại đúng rồi, sắp lại cho nghe ngắn ha. Đây của chị luôn đúng không? Ừ. Chung của chung. Dạ. Yeah. Này của riêng đó. Đó, hay gì mình sắp lại thấy đẹp không con của chú nè. Nó giấy nó cúng nó giấy nó miếng sao này đúng rồi. Cảm ơn chị nha. Hải này. Nó chiêu mình hoài ta. Vì mình có cái niềm im quá quý anh chị. Dạ. Đúng rồi. Chị cũng đang cầu nguyện. Đúng rồi, cũng đang cầu nguyện. Ừ. Anh Ngọc ơi, anh Ngọc. Anh đưa nhang anh tém tém nhang vô tí xíu cho cô bác gửi cắm anh. Rồi. Anh cầm để em tém nhang vô tí xíu thôi. Đó, Duy Minh bắt đầu tém nhang cho gọn gọn hai bà con chú ha. Rồi, đổ ba cái đó vô nè. Rồi, đúng rồi. Rồi. Bà con dở cắm. Cho bà con dở cắm không bị phỏng tay.
Mà em chắc chắn một điều là cái chị này á là ở bên nước ngoài mới về nè. Đúng không? Biết Di Minh luôn mà. Tại vì có sô cô la là biết thường thường ở bà con ở nước ngoài về là mới có kẹo sô cô la. Thường thường đó. Mỹ Tho hả? Chị ở Mỹ đúng không? nhưng mà những khán giả ở đây người ta không có cúng kẹo sô cô la chị. Cô thêm như quậy hả? À. Đây chắc là dì cháu quá. Chắc là dì cháu ha với chị hả? Dì kêu bằng bà chứ hả? Lớn rồi, lớn rồi. Bạn. Gì vậy? Bỏ vậy mình phải kêu cô. Mà mình biết nhỏ sao được. Hả? Người tình. Phải không? Người tình của chú không? Dạ, người tình không chừng đơn. Người tình không chừng đơn. Dạ. Ổng giống mình bằng tuổi. Dạ. 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 Thiệt không trời, sao thấy cô trẻ vậy? Dạ. Đón tầm 50. Nãy giờ là nãy giờ gọi bằng chị không giờ sửa lại hả? Sửa lại bằng cô mà. Gọi là thoải mái em. Kêu chị cho trẻ. Không nãy giờ không kêu chị là đúng luôn á, cái theo cái khuôn mặt. Anh lại đây nè. Chị là đúng rồi. Đúng không? Thấy kêu chị trẻ đúng không anh? Mà nó bằng tuổi chú mà. Còn trẻ khô. Thôi ngạc nhiên nha. Đó lì xì nữa hả? Bằng tuổi chú là hơi hơi ngạc nhiên nha. Này có lọc anh Bin, anh Bin sao mà anh hay anh vô ngay lọc anh Bin. Rồi, có gì thì xin được hai mở nha. Dạ. Hai đô. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. À, quý cô chú anh chị ơi. Mỗi anh em được một tờ 2 đô. Tờ 2 đô này bên Mỹ rất là quý nha quý anh chị. Dạ. Ai. Ồ, mấy anh em mình hôm nay được lọc rồi. Được lọc. Vì mình có cặp mắt biết là người sao mà tự nhiên người nước thấy vậy đó. Em thấy em biết mà. Trời ơi, anh Biên xuống đây là có lạc nãy giờ. Anh Biên cảm nghĩ của anh sao khi mới về xuống? Cảm nghĩ rất là vui. Hôm nay có 2 đô rất là may mắn luôn. Hình như là cả tháng rồi anh Biên mới đậu ở đây đúng không? Chú Tiểu. Dạ. Chú Tiểu Khang hả? Chú Tiểu gì nhỏ nhỏ nhỏ. Chú Tiểu Khang. Chú Tiểu Dương, chú Tiểu Khang. Rồi để chút xíu gửi cho mẹ của chú Tiểu. Dạ. Một đồng mới là chú Tiểu được 3 đô. Dạ. Anh Niu 2 đô. Dạ. Vậy là em thay mặt cho mấy anh em gửi lời cảm ơn đến chị ha. Thấy không? Cho mấy anh em quý lắm mà chưa cho nó đòi đó chưa. Vì vô mà đi chung mà người nhà, cái này là cũng như là cái tờ lọc á quý cô chú anh chị, đây là cái tờ lọc nha. Ở bên Mỹ thì cái tờ 2 đô này rất là hiếm, của người chị cũng chia sẻ với mình á, rất là hiếm luôn. Cái tiền này là phải đi vô nhà băng mình rút ra mới có, vô nhà băng, ở bánh nhà băng mà. Dạ, ở đây thì vô bóp liền. À. Vô bóp liền. Dạ. Nói chung là điều mà với những tình vui. Dạ. Đang buồn quá, tội khán giả. Dạ. Em ngồi khóc bà. Dạ mấy cô. Ngồi khóc muốn chết. Dạ. Hồi sáng em đang tin vui đó chị, em đang là ra về đây không có coi. Mẫu của chú là qua sóng gió mà sáng cúng sương sương cho chú. Chị hả? Chị băng Mỹ Tho. Dạ Mỹ Tho. Ủa chị gì đây hồi nào chị? Hả? Chị gì đây hồi nào? Chị em mới về bữa hôm thứ ba. Dạ. Anh nói là con người mình nhìn người là biết ở nước ngoài vậy. Nhưng mà này lắm. Anh cũng là sao không biết? Dạ em nhìn là em biết hả? Cái gì trước cúng mình ăn ha. Dạ. Anh em mình ăn cho biết. Dạ. Để chị đi về cũng đi chơi thành ra không có đem đựng đồ nhiều. Ủa chị thứ mấy chị? Hả? Chị thứ mấy? Chị hả? Dạ. Chị sáu. Sáu sáu giống trên năm linh là sáu sáu lan sáu lan sáu lan linh lan chị sáu là lan ha. Dạ má chị nằm ở đây nè. Dạ má với lại bà dì nằm ở đây nè. Dạ gần nè. Dạ nằm ở bên này nè. Dì phải sửa là mình gọi là cô sáu mới được. Cô sáu cô sáu có kêu là vui rồi.
gọi là cô Sáu mà. Cháu Năm Linh gặp cô Sáu Lan. Đi đâu mà sao nay cũng vẫn còn đây hả? Dạ con đi công viện có 2 ngày thôi. Dạ 2 ngày con về. Thế coi clip nó đi đâu dạ. Nói chung là mình đi về thôi, chúc dạ. Mình khỏe nha. Dạ. Ok rồi nhà dạ. Khỏe gặp lại. Chúc sức khỏe mọi người. Ok. Dạ. Cả hai chúc sức khỏe mọi người. Dạ. 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 Lấy cái dù là hả con? Dạ. Anh sập dù. Sập dù sập lên cái dù đó đi. Cô ra về. Dạ. Cảm ơn. Nè. À, quý cô chú anh chị ơi, hôm nay có khán giả đến tặng cho mấy anh em mình mỗi cái tờ lọc là 2 đô, nhưng mà trong đó có chú Tiểu Khang là được 3 đô quý cô chú anh chị. Nè. Thấy không? 3 đô. Dạ, chào anh. Có mình à, ở đây có ai ông giả đi. Tôi là người tình ông đó đó, coi ông nào lớn giống giống vậy. Dạ, ông chú Du Linh. Mà giống như ông cũng khó kiếm à, tại ông nổi tiếng quá. Dạ. Bây giờ có bồ, ông đó bồ. Ông này là bồ hả? Bồ giống như này. Bồ nhí. Bồ nhí của cô. Vậy chú Vũ Linh là người tình, còn ổng là bồ. Chưa có chồng. Chưa có chồng. Đây là chị Kỷ. Chị Kỷ. Rồi vậy thôi đi về. Chúc sức khỏe tụi em hen. Rồi chào. Cô cái độ tuổi cô thì lớn quý cô chú chị, nhưng mà cô dạ. Không biết phong thủy nhiều nha. Nó giỏi lắm á. Sáu sáu là đúng. Sáu là lập lập ha. Dạ. Chào. Em đứa này chụp hình cho Sáu ơi. Đúng rồi, không chụp hình. Anh Ngọc ơi. Ngọc ơi hỗ trợ chụp hình cho cô Ngọc. Anh hỗ trợ anh chụp giùm anh cô ấy. Nói chung là Di Minh không biết, tưởng đâu cô còn trẻ cho nên là Di Minh gọi là chị quý chúng chị. Nhớ nhắc anh tiền nha. Ôi, nhớ nhắc để không quên. Của chú Khang là 3 đô, của anh Niu là 2 đô. Tặng thêm 1 đô nữa. Chú Khang á được 3 đô. Còn của anh Niu 2 đô với của anh 2 đô. Với lại cô xin bôi nữa, xin bôi nữa. Không thấy đẹp mình xin chứ. Đó. Một lần nữa, nói chung là khán giả ở nước ngoài về, người ta cũng muốn mấy anh em mình đăng cái gì mà vui vẻ quý vị anh chị. Cho nên là hôm ngày là mấy anh em mình cũng đăng vui vẻ ha. Chúc cô với mấy chị ở đây thì được nhiều sức khỏe, là đi về thì luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe là trên hết quý anh chị, và làm ăn thì thuận tiện thuận lợi đó, trong công việc của mình. Ồ, sáng quá trời luôn ha quý chúng chị. Nè Di Minh rồi 15 hết rồi, khán giả cũng liên tiếp luôn đó. Đây nè, cô thì cũng một hộp sô cô la với là hoa đó, hoa quả quý quý chúng chị. Đó, giờ bàn thờ của chú bữa nay là tôm tắc ha. Cô. Dạ anh này cũng khoái chụp lắm cô, anh chụp hoài đó. Đây, cô muốn làm sao làm sao đáng yêu được. Ồ, quá tuyệt vời luôn cô, rồi 2, 3. Quá đẹp rồi. Chú Tiểu được ưu tiên nha anh, 3 đô. Tí xíu gọi mẹ của chú Tiểu lại. Đẹp quá. Nè Di Minh coi coi đẹp không? Trời quá quá đẹp luôn. Cái này được gần lên tí xíu ha. Phóng to lên. Không, mình sao vậy được rồi. Cái này phóng to lên cho nó hình nó rõ á chị. Cô chứ. Thấy ba trẻ cho nên là gọi là chị nó. Con ha. Dạ dạ. Tưởng đâu còn trẻ cho nên là gọi chị, cho nên mình sửa là cô thứ sáu của anh chị. Chứ chị gái nè. Ủa em gái chứ. Em gái này chắc còn nhỏ tuổi hơn con quá. Dạ, em gái nhiều hả? Anh ba vậy là nhỏ hơn anh, là anh ở 36 lận. Cháu kêu bằng bà. Dạ, kêu bằng bà hàng chi sao mà kêu tới bằng bà dữ. Con nói là mình giật mình luôn. Nói chung là những người mà đi nước ngoài á quý của chúng chị, cái khí hậu á
nó mát hay sao á, cho nên là khi mà về đây là anh em mình dạ. Em về bữa nay em lãnh lên chị nha. Dạ. Ủa giờ mình chia tay luôn hả? Ủa vậy là cô này ở đây hả ta? Cô này ở đây. Này nhà Mỹ Phước Một, còn này ở dưới Phú Mỹ. Dạ. Rồi, con đi qua Mỹ Phước Một hoài luôn á. Dạ, cổng Mỹ Phước Một đi vô. Dạ. Dạ, bye bye. Cô Sáu, cô Sáu, cô Sáu này chứ không phải cô Sáu kia, quý anh chị. Dạ. Chút xíu cô cứ vô là Duy Minh mới lóc là tự nó hỏi lên nè. Dạ. Với 15 ớp Bình Dương. Với nói chung là mấy anh em nè. Nhiều khơi lắm. Đó thì một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn cô Sáu đã tặng những cái tờ lọc rất là quý luôn quý cô anh chị. Hai đô này quý lắm nghe quý anh chị. Ở bên nước ngoài á, nhiều khán giả của Duy Minh tâm sự á, là những cái tờ này là gọi là tờ lọc, nó đẹp và cái số sao ghi á, ăn thua là coi số sao ghi nữa quý cô chú chị. Đó, chút xíu Duy Minh coi coi cái tờ của Duy Minh là số sao ghi mấy đây, không biết nữa. Số sao ghi mấy đây. Ô, 985 đuôi quý anh chị ơi. Đó, số tôi ghi cũng rất là đẹp luôn nha. Đó, được anh nêu một tờ nha quý anh chị. Rồi chú Tiểu Khang ba tờ, tí xíu Duy Minh sẽ trao cho mẹ của chú Tiểu Khang ha. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng mai lên hả? Video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh ha. Buổi sáng thay thì rất là tôm tắc và rất là vui luôn, bà con đến rất là đông. Giờ Duy Minh xin chào bà con ha.